Xin chào các bạn, trên tay mình hiện tại là chiếc Xiaomi Pad 6 các bạn nhá. Thay thế cho Xiaomi Pad 5 của năm ngoái. Và năm nay thì giá của nó rất là rẻ thôi. Hiện tại bên mình đang bán chiếc máy này ấy, với mức giá là chỉ hơn 7 triệu một chút xíu thôi. Có nghĩa là nó chỉ ngang với Xiaomi Pad 5 thôi nhá. Đó, thế nên là các bạn nào đang cần mua Pad ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu qua. Và bây giờ các bạn hãy vào đây, mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là nó khác gì Mi Pad 5 nhá. Đây các bạn nhá, đây là chiếc Xiaomi Pad 6 đến từ thị trường nội địa Trung Quốc này. Thì năm nay nó có một đặc biệt là hộp nó sẽ dày hơn, và chắc chắn là bên trong nó sẽ có hộp, sẽ có sạc cáp, chứ không như Xiaomi Pad 5 của Trung Quốc năm ngoái là không có nhá. Đó, các bạn có nhìn thấy là trên hộp nó sẽ có cáp type C và củ sạc nhá. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp xem như nào. Đây là phiên bản máy màu vàng nhá. Đó, thì mình sẽ muốn bóc hộp một cái máy khác so với những phiên bản màu khác của Pad 5 để mình xem. Thì năm ngoái Pad 5 nó có màu bạc, màu trắng bạc này, màu đen và cả màu xanh. Năm nay chiếc máy này nó có thêm cả màu vàng nữa. Đó, mình sẽ mở hộp màu vàng nhá. À, đây là một chiếc máy nguyên siêu các bạn nhá. Đó. Chiếc máy này thì hiện tại bên mình bán với mức giá chỉ hơn 7 triệu chút xíu thôi, không đến 8 triệu đâu. Nó còn rẻ hơn cả Xiaomi Pad 5 của năm ngoái đấy. Đây. À, cái cách đóng hộp thì nó tương tự giống như hàng của sản phẩm Samsung. Cái túi siêu của nó sẽ không phải là cái túi siêu ni lông giống như Mi Pad 5 nữa, Xiaomi Pad 5 nữa, mà là sẽ là cái túi dạng vải không dệt này nhá. Sẽ bỏ qua bên. Đó, thì thay vì là cái việc còn năm ngoái là Xiaomi Pad 5 đấy thì được trường nội địa Trung Quốc không củ sạc kèm theo, nhưng mà năm nay Xiaomi Pad 6 thì nó có củ sạc kèm theo rồi, và củ sạc của nó sẽ là 33W nhé các bạn nhé, 33W này. Đó, bên trong này nó sẽ đựng trong cái hộp rất là đẹp nhé. Đấy, bên này thì không có cái gì cả, để đóng thôi. Củ sạc nó nằm bên này này, là cái hộp to, thực ra chỉ có thế này thôi các bạn ạ. Đó. Thì cái hộp nó sẽ dày hơn một chút so với cái hộp của năm ngoái. Năm ngoái thì năm hộp nó mỏng lắm, nhưng bên trong chẳng có cái gì cả. Bên này thì chúng ta sẽ có cái giấy bảo hành cũng như là sách hướng dẫn sử dụng thôi. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể mua thêm một cái bút, chúng ta có để vào đây được. Nó có một khay sạc không dây cho bút đấy, giống như chiếc chiếc iPad M2 M1 gì đấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ mở ra nhá, là cái túi siêu ra này. Đó, đây là dạng vải không dệt giống như của Samsung ấy. Đây các bạn này, đó, nó ghi là màu vàng nhưng mà thực ra ấy, nếu mà nhìn trên camera chúng ta sẽ không nhận được đâu. Nó sẽ nghiêng phần bạc thì hơn, nó giống kiểu là vàng của những chiếc iPhone ấy, nhưng mà chúng ta chỉ hơi thấy phớt màu vàng thôi nhé. Mình chưa xem review mà mình cứ nghĩ là nó sẽ là vàng chóe, nhưng mà không phải đâu các bạn ạ. Nó chỉ hơi phớt màu vàng châm panh một chút thôi, nó giống như của iPhone 5 ngày xưa ấy, nhưng mà nó nhạt hơn. Đó, ở trên này nó sẽ có cụm camera là một camera thôi, nhưng nó là cả cái cụm to như này là 13 megapixel. Thì vừa giờ mình có mở hộp với con Mi Pad 6 ấy, thì nó sẽ có hai camera trên ở dưới cho Mi Pad, và cụm camera là 50 megapixel, nhưng mà cụm camera chỉ là 13 megapixel thôi nha. À, Mi Pad 6 Pro mình có giá chỉ hơn 9 triệu thôi nha. Đây là các bạn này, cái viền màn hình của nó rất là mỏng nha. Ở đây thì cái màn hình này là 11 inch. Đó, nhưng cái viền màn hình rất là mỏng, thành ra máy nó sẽ rất là không 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 quá to. Như ở đây là mình có một cái miếng dán màn hình của một chiếc iPad 11 inch ấy, các bạn nhìn nhá. Nếu mà để cái iPad miếng dán màn hình iPad 11 inch ở đây này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ dài hơn thế này, bởi vì iPad 11 inch thì tỷ lệ màn hình nó sẽ khác này một chút, nhưng mà nó vẫn sẽ là chiếc máy nó sẽ rất là to hơn chiếc máy này. Đó, các bạn phải nhìn và hình dung ra nhá. Đó, đây là một chiếc máy tính bảng mà mức giá dưới 10 triệu rất là đẹp. Nên là các bạn nào mà đang có nhu cầu tham khảo mua một chiếc máy tính bảng để xem phim, để làm việc với mức giá tốt thì các bạn có thể tham khảo sản phẩm này. Sản phẩm này thì hiện tại chưa có tiếng Việt, nó chỉ có tiếng Anh thôi. Nhưng mà sớm thôi sẽ có tiếng Việt giống như Mi 5 thôi. Đó, các bạn nào cần mua chiếc máy này thì qua bên mình là 170 Lê Chánh nhá, tại phòng, hoặc là các bạn có thể là cung một số điện thoại dưới video này, hoặc các bạn có thể vào website mnm.vn để đặt hàng nhá.